KAS, giải pháp nông nghiệp Kubota, giúp mở ra một quy trình canh tác hiệu quả, giảm chi phí, tăng năng suất và tăng thu nhập bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng máy móc nông nghiệp. Việc trồng mía theo phương pháp của KAS đòi hỏi thu thập mẫu đất trước khi trồng trọt ít nhất 1 tháng, lựa chọn giống mía phù hợp với từng địa phương và chọn các cây mía có mắt mía đạt chuẩn, khỏe mạnh. Theo phương pháp KAS, mía được trồng theo hàng đôi với khoảng cách hàng rộng bằng việc sử dụng máy kéo Kubota dòng L và M kết hợp nông cụ SP420 và SP920 giúp cây mía đẻ nhánh khỏe, thân cây có kích thước lớn, trữ lượng đường cao, tăng năng suất và chất lượng mía thu hoạch, giúp cho quy trình chăm sóc cây mía đơn giản và thuận tiện hơn. Phương pháp KAS tiện lợi và dễ dàng hơn cách truyền thống trước đây. Cần ít mía giống hơn, khoảng cách hàng đủ rộng để máy kéo nhỏ dễ dàng di chuyển vào trong chăm sóc, thân cây mía cũng to và cao hơn. KAS, giải pháp nông nghiệp Kubota. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Kubota Việt Nam, website www.kubota.vn hoặc đại lý ủy quyền gần nhất. Forward for Life Kubota.